Chân dung ứng cử viên đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Hà. Nguyễn Đình Hà được xem là ứng cử viên đại biểu Quốc hội trẻ nhất trong giới chống đối chính quyền. Sớm tham gia vào các phong trào chống đối từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bắt đầu bằng việc ghi danh vào làm đảng viên của Đảng Dân Chủ, một đảng phái hải ngoại âm mưu lật đổ chính quyền. Từ đó, hiếm thấy bất kỳ sự kiện nào của làng Dân Chủ ở Hà Nội, từ biểu tình đến tụ bạ hội nhóm rồi cả cầu xin chính trị gia phương Tây can thiệp vào Việt Nam là thiếu vắng gương mặt của Nguyễn Đình Hà. Đối ngược với sự hăng hái xông xáo như vậy, Nguyễn Đình Hà vẫn bị xem là đứa trẻ, không được ai chú ý, kể cả đồng bọn và giới cờ vàng hải ngoại. Dễ hiểu việc Hà nhanh chóng tuyên bố ứng cử ngay sau khi ông Nguyễn Quang A vừa hô hào, dù anh ta thừa biết rằng bản thân mình cả tài lẫn đức đều quá ít ỏi. Nếu tôi là một đại biểu Quốc hội, tôi mong muốn rằng là tôi có thể đem theo sức và cái trí tuệ của mình. Khi Ủy ban Nhân dân phường Lý Thái Tổ, nơi Hà đang có hộ khẩu thường trú, đã bổ sung vào phần xác nhận lý lịch của chính quyền địa phương đối với anh ta như sau. Ông Nguyễn Đình Hà, năm 2008, tham gia Đảng Dân Chủ Việt Nam, đã từng được thành viên của Đảng Việt Tân ở hải ngoại tiếp đón, tham gia phiên điều trần tại Hạ viện Mỹ, dự hội thảo hướng tới nền báo chí độc lập tại Việt Nam, đã từng tụ tập đông người trái pháp luật 12 lần ở địa bàn công cộng quận Hoàn Kiếm, vi phạm Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng và luật giao thông đường bộ là công dân không gương mẫu. Điều này càng khiến Hà trở nên cực đoan hơn, kéo đồng bọn tới quậy phá trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Lý Thái Tổ và đòi kiện bà phó chủ tịch phường. Điều này cho thấy Hà vẫn miệt mài và sẵn sàng đánh đổi tất cả để được giới chống cộng để mắt tới và thu hút được truyền thông lề trái PR cho anh ta. Biên bản sự việc vào hồi 15 giờ ngày 12 tháng 3 năm 2016. Tôi là Nguyễn Đình Hà, sinh năm 1988, số chứng minh thư 01245. Tham gia tổ chức chống nhà nước. Năm 2008, Nguyễn Đình Hà tham gia Đảng Dân Chủ Việt Nam. Đây là một tổ chức núp dưới danh nghĩa của Đảng Dân Chủ Việt Nam đã giải thể năm 1988 để quy tụ lực lượng nhằm lật đổ chế độ hiện hành tại Việt Nam dưới sự điều hành của nhóm cầm đầu tổ chức phản động lưu vong Đảng Nhân dân Hành động của Nguyễn Sĩ Bình. Sĩ Bình đã lôi kéo một loạt các tên tuổi nổi trội trong giới dân chủ lúc bấy giờ là Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Di Thức. Âm mưu bị bại lộ, phe cánh này đã bị xử lý theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Dù cho Đảng Dân Chủ đã bại liệt từ lúc ấy, nhưng Hà vẫn ngày ngày khoe mình là đảng viên của đảng này. Phải chăng ảo tưởng Nguyễn Sĩ Bình sẽ để ý đến mình và giao một vị trí tương xứng? Khi xuất hiện phong trào biểu tình ở bờ hồ, Hà thấy rằng đây là cơ hội để trở thành người nổi tiếng trong làng Dân Chủ, nên đã tích cực tham gia và cổ vũ cho đội bóng No You. Tuy nhiên, do không đủ sức thuyết phục về tài chính, uy tín và cả ngoại hình, Hà cùng một số trẻ muốn tranh giành công trạng khởi xướng lên nhóm No You SC, nên đã bị đá ra khỏi tổ chức này không thương tiếc, kèm theo những dòng phỉ báng, thái độ miệt thị của số già đang điều hành No You. Đến khi nhóm tuyên bố 258 ra đời, Hà xung phong tham gia và lon son bám đuôi các đại sứ quán, thường xuyên khoe khoang trên Facebook rằng được Đại sứ quán Thụy Điển tiếp đón. Nhận tuyên bố cầu xin chính giới phương Tây can thiệp với cơ quan lập pháp, hành pháp, hủy bỏ điều luật xử lý các tội phạm chống đối, núp danh đòi dân chủ nhân quyền này. Khi nhóm tuyên bố 258, hay còn gọi là mạng lưới blogger Việt Nam bị bóc mẽ là sản phẩm liên kết của Voice, Dân Làm Báo, đều là hai tổ chức ngoại vi của Việt Tân và bị dư luận lên án mạnh mẽ về phương pháp chống đối kiểu đem voi về giày mà tổ và đòi sửa đổi điều luật đang bảo vệ lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức bị xâm hại. Thì bỏ ra thì xóa bỏ điều 258 của Bộ Luật Hình Sự ấy. Thì bản thân tôi thì nói thật trong đấy lòng tôi cũng không ủng hộ điều bỏ luật 258 đâu. Quan điểm tôi là không thích và tôi không ủng hộ những cái vấn đề mà đi gặp người nước ngoài để gọi là như qua đó để gây áp lực đối với chính quyền nước để xóa bỏ bất kỳ một điều nào chứ không nói những điều 258. Trong khi số cầm đầu cốt cán đa số đều đã lần lượt bỏ chạy tẩy chay thì Hà là một trong số ít vẫn kiên trì hăng hái tham gia vào chiến dịch Tôi Muốn Biết, kéo nhau đến quậy phá đòi bạch hóa hội nghị Thành Đô bị giới trẻ vạch mặt.
hay chiến dịch tuyệt thực, v.v. do mạng lưới blogger Việt Nam hô hào, bất chấp khi chỉ còn chơ mấy đối tượng thân hữu của Việt Tân. Sau này, Hà còn tham gia vào nhóm Hiến Chương 2015 hay Vì Một Hà Nội Xanh và các cuộc tuần hành biểu tình núp dưới danh nghĩa bảo vệ cây xanh. Hoạt động này là do Đoan Trang chủ xướng, người được Voice của Việt Tân phái về nước cứu vãn phong trào dân chủ đang xuống dốc bằng vỏ bọc đấu tranh nhân quyền, xã hội dân sự. Hiếm có thành phần dân chủ nào chịu khó la liếm, nỗ lực đánh bóng bản thân, mặt dày bất chấp liên xỉ như Nguyễn Đình Hà. Bề dày tham gia các cuộc biểu tình trái pháp luật. Từ năm 2009 đến nay, UBND phường Lý Thái Tổ đã thống kê Hà có 12 lần tham gia các cuộc tụ tập trái pháp luật, bất chấp sự khuyên ngăn từ chính quyền, hội đoàn quần chúng nơi cư trú. Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm số 90 quyết định xử phạt vi phạm hành chính căn cứ điều 57, điều 68 luật xử lý vi phạm hành chính quyết định xử phạt đối với ông Nguyễn Đình Hà sinh ngày 24 tháng 12 năm 1988. Vận động các chính khách phương Tây can thiệp nội bộ Việt Nam. Tháng 10 năm 2013, mạng lưới blogger Việt Nam được điều hành bởi Phạm Thị Đoan Trang, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị vạch trần là dự án chống phá do Voice, Dân Làm Báo đều là các tổ chức ngoại vi của Việt Tân đồng khởi xướng. Cũng từ đây, con đường đấu tranh dân chủ của Hà ngoặt sang hướng mới là vận động chính giới phương Tây can thiệp gây sức ép tới chính phủ Việt Nam sửa đổi luật pháp tạo điều kiện cho những thành phần gắn mác đối lập hay những nhà bất đồng chính kiến như Hà có cơ hội cạnh tranh quyền lực. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, phong trào này bị cộng đồng mạng trong nước lên án tẩy chay, phơi bày nhận thức ấu trĩ của kẻ khởi xướng và lên án những kẻ mang bản chất bán nước, cõng rắn cắn cả nhà. Nên phong trào được tổ chức quy mô, được sự hậu thuẫn từ thế lực chống Việt Nam bị chết yểu, tước đi cơ hội trở thành chính trị gia của Hà. Đến tháng 5 năm 2014, cơ hội khác đến với Hà khi Việt Tân và đài RFA bày kịch điều trần về tự do báo chí trước Quốc hội Mỹ. Thực chất, không có buổi làm việc nào với Quốc hội Mỹ cả, mà chỉ là thuê một phòng họp ở tòa nhà Quốc hội cho nhóm mang danh blogger Việt Nam đọc báo cáo soạn sẵn, xuyên tạc Việt Nam cản trở tự do báo chí trước một số dân biểu Hạ viện Mỹ chuyên chống Việt Nam như bà Loretta Sanchez, nghe và hứa hẹn sẽ vận động Quốc hội Mỹ quan tâm đến những nguyện vọng của nhóm công dân Việt Nam này. Ngăn chặn việc đấu tranh chống tham nhũng và các tiêu cực trong xã hội, cũng như làm giảm uy tín của Việt Nam trong các mối quan hệ quốc tế, trong đó có mối quan hệ với Hoa Kỳ. Do vậy, chúng tôi có kiến nghị như sau đối với Quốc hội Hoa Kỳ. Thứ nhất là Quốc hội Hoa Kỳ cần có những biện pháp hữu hiệu nhằm thúc ép chính quyền Việt Nam tôn trọng các cam kết nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết. Thứ hai là dỡ bỏ các chế độ kiểm duyệt thông tin, chấm dứt các hành vi phi pháp đối với những người sử dụng mạng và những người dám lên tiếng chỉ trích chính quyền. Tiếp đến là xóa bỏ và sửa đổi các điều luật, các quy định xâm phạm đến quyền tự do báo chí, tự do Internet ở Việt Nam như điều 88, điều 258 của luật hình sự. Và thứ hai là yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ thúc đẩy Việt Nam mở cửa thị trường báo chí và dịch vụ truyền thông. Đây là một hành vi bán nước công khai, móc ngoặc với tổ chức khủng bố nước ngoài là Việt Tân, vi phạm trắng trợn luật pháp Việt Nam. Nhờ có Việt Tân và RFA Việt ngữ chính là cánh tay nối dài của Việt Tân giới thiệu, Hà thường xuyên được ra vào Đại sứ quán Mỹ chào đón dân biểu, chính khách Mỹ tới Việt Nam có nhu cầu động viên an ủi giới bất đồng chính kiến. Nhưng xem ra những cuộc gặp kiểu này, những lời hứa hão này đều không đem lại cơ hội sáng sủa nào cho giấc mơ làm chính trị gia của Hà. Và báo chí lề trái cũng không tôn vinh Hà. Thế là, ăn theo tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, Hà cũng đi tự ứng cử đại biểu Quốc hội. Con đường chính đạo duy nhất giúp những kẻ lười lao động, vô công dỗ nghề, thích chém gió trên mạng như Hà trở thành chính khách. Con đường trở thành đại biểu Quốc hội liệu có hy vọng? Là luật sư được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, không thể nói Hà không hiểu những hành vi tham gia tổ chức, hội nhóm chống đối, biểu tình trái phép, vận động nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam là đã vi phạm pháp luật, đồng nghĩa với việc anh ta không có đủ điều kiện căn bản được ứng cử đại biểu Quốc hội. Mọi hành vi của Hà đều hoàn toàn chủ động, có động cơ, có mục đích cá nhân.
Nguyễn Đình Hà ý thức được rằng danh và lợi sẽ dễ dàng đến với một kẻ bất lương và lười lao động như anh ta bằng cách chống đường lối, chính sách và hiến pháp công khai tích cực. Hà từng ký tên ủng hộ bản kiến nghị sửa đổi hiến pháp do nhóm trí thức chống đối khởi xướng, trong đó đòi bỏ điều 4 hiến pháp, thay đổi thể chế chính trị, tên nước, quốc kỳ, cùng một bản hiến pháp tự thảo được ví như bản sao của Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa. Không chỉ vậy, Hà công khai dương biển đòi tẩy chay điều 4 hiến pháp, dương biển hiệu tôi không thích Đảng Cộng sản. Thậm chí, chính Hà còn dương khẩu hiệu bôi nhọ, vu khống lãnh đạo Đảng, nhà nước thăm Trung Quốc, cũng như tác giả viết hàng loạt bài với giọng điệu cổ vũ lật đổ chế độ như bài Không thể tồn tại song song cơ chế tam quyền phân lập và hệ thống chính trị độc đảng. Trong đó có những đoạn vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam kiểu như Đảng Cộng sản Việt Nam đã cướp quyền lực và xây dựng tại Việt Nam một chế độ độc đảng, chính xác hơn là một chế độ chuyên chính cộng sản, mang tính chất phản dân chủ, không tôn trọng các giá trị tự do, nhân quyền, dân chủ căn bản được ghi nhận trong các công ước quốc tế mà chính quyền Việt Nam cũng có ký kết. Anh ấy sống ở tại cái phố Hàng Tre là cũng không được đạo đức và gương mẫu. Đấy, mà một cái người mà không đạo đức gương mẫu thì tôi nghĩ rằng là cũng không thể thay nhân dân để vào một cái cơ quan của nhà nước được. Đấy, mà tôi nghĩ rằng cái này là cần phải có những cái biện pháp và có một cái gì đấy để ngăn chặn, bởi vì bản thân anh này là có những cái lối sống là nó không được bình thường như những người khác. Tôi sống ở T4 này hơn 2 năm nay rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà tôi được nhìn thấy anh Nguyễn Đình Hà. Dạ. Những trường hợp như anh Hà này thì giả sử có ra bầu cử thì cũng không ai người ta bỏ phiếu. Thực ra thì anh là dân cư sinh sống trên địa bàn, thế nhưng mà về các cái đóng góp, các cái phong trào về thanh thiếu niên thì thực ra là anh không có tham gia gì cả. Đấy, anh chỉ là một dân cư trên địa bàn thôi. Trong thời gian anh sinh sống trên địa bàn thì chúng tôi suy nghĩ là nếu anh đã tốt nghiệp cái trường đại học mà có trình độ chuyên môn thì tại sao anh không xin cái công việc làm cho một cái cơ quan nhà nước nào. Thế nhưng mà chúng tôi thấy rằng là anh cứ thấy sáng đi tối về, không biết anh làm cái công việc gì. Theo suy nghĩ của bác ấy, nếu mà nói về cái tiêu chuẩn mà ứng cử đại biểu quốc hội thì anh Nguyễn Đình Hà không xứng đáng là người ứng cử đại biểu quốc hội. Theo những tìm hiểu của tôi về anh Nguyễn Đình Hà thì anh này là một người được ăn học đàng hoàng, ra trường với tấm bằng cử nhân luật. Mặc dù được ăn học đàng hoàng tử tế như vậy nhưng anh lại có những hành vi như ra nước ngoài câu kết với Đảng Việt Tân, xuyên tạc về tình hình dân chủ, nhân quyền của Việt Nam, cầu xin nước ngoài, các chính sách phương Tây can thiệp vào nội bộ của Việt Nam. Bên cạnh đó anh còn có những hoạt động như là biểu tình trái pháp luật, tham gia các hội nhóm chống Đảng và nhà nước, sử dụng Facebook để xuyên tạc các chính sách của Đảng và nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo. Anh ta còn ký tên đòi xóa bỏ điều 4 hiến pháp và dơ biển khẩu ngữ là tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam. Và trên những cái hoạt động của anh Nguyễn Đình Hà như này thì trên quan điểm của một cử tri trẻ như tôi thì tôi hoàn toàn không ủng hộ anh này tham gia vào đại biểu quốc hội.